Kinh văn: Lại thấy bậc Liệt Dục tới tán thán chư pháp vương, tán rằng đây là hai bài tụng về định, lìa cảnh náo nhiệt ồn ào, nên thường ở cảnh thành thơ nhàn nhã, do an trụ tĩnh lự, nên tu sâu về thiền định, dẫn phát tĩnh lự, nên được năm phép thần thông, do biện sự tĩnh lự, nên tán thán chư pháp vương. Ba thứ này ắt phải do lìa dục mới đạt được. Kinh văn: Lại thấy có Bồ Tát tới nghe xong rồi thụ trì, tán rằng dưới là ba bài tụng về tuệ, đây là một bài tụng về gia hạnh trí, diệu đà thật tướng nên trí sâu, ý nhạo chẳng hoại nên trí bền. Lại nữa, suy nghĩ sâu xa nên trí sâu, chẳng ngừng nghỉ nên trí bền, gắng công biết hỏi, nghe rồi nhớ được. Kinh văn: Lại thấy hàng Phật tử tới mà đánh rèn chống pháp, tán rằng đây là hai bài tụng về hai trí định tuệ cụ túc, vì hai trí căn bản, trí và hậu đắc trí viên mãn. Hậu đắc trí thích hợp dùng để giảng pháp. Giảng pháp có bốn ý: một, ưa thích thuyết pháp; hai, giáo hóa các Bồ Tát chẳng giáo hóa nhị thừa; ba, phá mười ma chúng; bốn, đánh chống pháp. Đánh chống pháp tức là khai quyền hiển thực, tới phần dưới sẽ biết. Ma la có nghĩa là phá hoại, đó là danh hiệu gọi tắt là ma. Danh từ ba tì dạ có nghĩa là ác giả, kẻ ác, gọi là ba tuần là gọi sai. Trong Tạp Tạng, Đức Phật nói rằng quân ma có 10 loại. Nay làm bài tụng về 10 loại đó, tụng rằng dục, ưu sầu, đói khát, ái, ngủ nghê, sợ sệt, nghi độc cùng danh lợi, tự cao khinh mạn người. Quân lũ ngươi như vậy, thảy đều chẳng phá nổi, trí ta phóng giao định, đập bình quang xuống nước, hoặc tránh trí, kích, chân như hậu trí phá tục lý. Thuyết pháp phát ra tiếng vang khiến đại chúng được nghe thấy. Trong lục độ này đều có đủ hai lợi, song chỉ có bố thí là tỏ rõ tha lợi. Tuệ ở cuối thể hiện chung cả hai lợi. Bốn độ ở giữa chỉ thuyết về tự lợi, lược qua không nói đến lợi tha, nhưng thực ra chẳng phải là không có. Kinh văn: Lại thấy vị Bồ Tát tới chẳng lấy đó làm mừng, tán rằng đây là hai bài tụng về tám gió chẳng động ba bi tiếp vật. Hai bài tụng như thứ tự trên, đây là tám gió chẳng động. Chữ yến có âm đọc là phiên thiết của hai chữ yên và kiến, có nghĩa là yên là dẹp được, có bản viết là yến. Chữ này có âm đọc là phiên thiết của hai chữ yên giản, có nghĩa là yên lặng. Tám gió gồm: một, lợi; hai, suy; ba, hủy; bốn, dự; năm, xưng, khen sau lưng; sáu, cơ, chê bai, gièm pha; bảy, khổ; tám, lạc. Nay ở đây chỉ nêu bốn thứ sinh hỷ, được của cải địa vị thì gọi là lợi, khen trước mặt thì gọi là dự, khen sau lưng thì gọi là xưng, thích chí vui lòng thì gọi là lạc. Đối với bốn thứ này, Bồ Tát cũng chẳng lấy làm mừng, vì thông hiểu rằng lời cung kính kia chỉ là giả tạm. Đối với bốn loại ngược với các loại này là suy, hủy, cơ, khổ, Bồ Tát cũng chẳng sinh buồn, vì thân tâm vắng lặng, ngôn ngữ trầm mặc liệt được tám gió. Đây cũng giống như giải thích trong Du Già quyển thứ hai. Kinh văn: Lại thấy có Bồ Tát tới khiến đều nhập đạo Phật, tán rằng đây nói về ba loại bi đối với chúng sinh. Bi có nghĩa là cứu khổ. Loài hữu tình nhờ vào bi, bi duyên vào loài hữu tình mà khởi lên. Hạnh có nhiều loại, chúng sinh cũng vô cùng. Nếu riêng một hạnh tế độ loại chúng sinh bị khổ sở nặng nề, nên nói là phóng quang tế độ cho chúng sinh ở địa ngục khỏi khổ. Hai hành pháp bi khác, duyên vô duyên cứ theo đây cũng thành. Phần sau sẽ nói rõ ràng đầy đủ. Kinh văn: Lại thấy hàng Phật tử tới siêng năng cầu đạo Phật, tán rằng dưới đây là 13 bài tụng rưỡi, tụng về địa tiền phàm phu tín giải hành đạo, lục độ loạn tu, tức là 6 thứ. 1. Bài tụng, 1 bài tụng về cần; 2. 1 bài tụng về giới; 3. 1 bài rưỡi tụng về nhẫn; 4. 2 bài tụng về định; 5. 5 bài tụng về thí; 6. 3 bài tụng về tuệ. Đây là cần ăn uống biết lượng, giảm bớt ngủ nghỉ, đầu hôm cuối hôm giáp ngộ. Kinh Di Giáo Du Già Luận cũng nói,
đầu hôm cuối hôm cũng chớ bỏ, giữa đêm tụng kinh để tự tu dưỡng, chớ để nhân duyên ngủ nghỉ, khiến cho cả một đời sống uổng không được tích sự gì. Tưởng thường là thử, có nghĩa là tạm làm, nay chẳng tạm làm nên gọi là chưa từng. Kinh hành trong rừng, tây vực đất thấp, phải dùng gạch xây đường để đi đi lại lại, ở trong cho tiêu thực mà tụng kinh. Như mắc sợi dọc của vải lụa, mắc qua mắc lại, cho nên gọi là kinh hành. Đây chính là để sách lệ thôi thúc việc tu tứ chính đoạn. Một, đối với pháp ác bất thiện đã sinh thì tu luật nghi đoạn. Hai, đối với pháp ác bất thiện chưa sinh thì tu đoạn đoạn. Ba, đối với thiện pháp đã sinh thì tu phòng hộ đoạn. Bốn, đối với thiện pháp chưa sinh thì tu tập đoạn để cầu Phật đạo. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật tử khéo lắng nghe, ai muốn chóng xuất ly, nếu muốn cầu trừ diệt, phải nên trong mọi lúc, ví như ngọn lửa nhỏ, ở trong Phật giáo Pháp, ví như người dùi lửa, ngừng nhiều lửa sẽ tắt, ví như tịnh hỏa châu, rốt cuộc chẳng thành được, ví như trời trong sáng, ở trong Phật giáo Pháp, ta nói nghĩa chân thực, hoặc ai khó giải thoát, vô lượng các tội ác, dũng mãnh đại tinh tiến, củi ẩm tắt ngay được, kẻ lười nhác cũng thế. Chưa cháy ngừng nghỉ nhiều, kẻ lười nhác cũng thế. Lìa duyên mà cầu lửa, kẻ lười nhác cũng thế. Nhắm mắt cũng thấy sắc, kẻ lười nhác cũng thế. Do mới phát tâm, tinh tiến là quan trọng nhất. Vì tín là chỗ dựa của dục, dục là chỗ dựa của tinh tiến. Ở đây chỉ coi tinh tiến là đầu, vì trong thập tín tâm, tín ở sau tinh tiến. Kinh văn, lại thấy đầy đủ giới tới để cầu chứng Phật đạo, tán rằng đây là một bài tụng về giới. Uy nghi ba nghiệp thường không khuyết giảm, chớ khinh tội nhỏ cho là không tai vạ gì. Giọt nước tuy nhỏ dần dà chảy mãi, cũng đầy chum lớn, vì vậy rất sợ hãi và hổ thẹn. Thanh tịnh như châu báu có nghĩa là một trong ngoài đều không có tì vết. Hai, giới đức viên mãn đầy đủ. Ba, uy quang rực rỡ chói lọi. Bốn, được mọi người yêu mến ưa thích. Do đó chuyện Nga Châu tỳ kheo bị trói, chuyện Thảo Hệ tỳ kheo xả thân, nhạn rơi trước kẻ chi sự, rồng sinh ở cây y lan, chính là vì bình bát tùy lòng luật nghi là gốc vậy. Kinh văn, lại thấy hàng Phật tử tới để cầu chứng Phật đạo, tán rằng một bài rưỡi này tụng về nại oán hại nhẫn, những kẻ được ít mà lại tự cho là được nhiều, đó gọi là bọn tăng thượng mạn. Những kẻ đó cậy chủng tộc dòng họ, thông minh tài trí, nhan sắc sức lực của cải giàu có, đạo đức danh dự, cho là mình được cao hơn người khác, rồi có những hành động đánh đập mắng chửi người khác. Đối với những kẻ đó, Bồ Tát nhờ năm loại quán tưởng đều nhẫn được cả. Năm loại quán tưởng đó là một, thân thuộc tưởng; bốn, vô thường tưởng; hai, duy pháp tưởng; ba, hữu khổ tưởng; năm, nhiếp thụ tưởng. Tụng rằng nên quán kẻ hại đó, thân thuộc chỉ có pháp, có khổ và vô thường, nhiếp thụ nên phải nhẫn. Trên đây chỉ là nêu qua, hơn nữa nếu nói rộng như u tán sợ văn rườm rà nên chẳng thuật lại. Chữ trùy âm đọc là phiên thiết của hai chữ trì lụy, có nghĩa là đánh đập; chữ đà có âm là đỉnh. Kinh văn, lại thấy có Bồ Tát tới để cầu được Phật đạo, tán rằng đây là hai bài tụng về định, có bốn thứ phải lìa bỏ. Một là hiếu, chỉ phân biệt hí luận, hí chỉ phân biệt hí luận. Hai, tiếu, cười đùa, chỉ nói cười đùa cợt, đàm hước. Ba, lìa tự ngu si. Bốn, lìa ác quyến thuộc, lìa thân thuộc, vân vân. Có hai thứ chẳng lìa, một, thân cận thiện duyên, trái ngược với điều cần lìa thứ tư. Hai, nhất tâm trừ loạn, trái ngược với ba điều đầu. Cho nên Kinh Di Giáo nói, tỳ kheo các ông cần phải lìa cảnh huyên náo, ở rảnh một mình, nghĩ cách diệt cội khổ. Nếu thích đám đông sẽ bị phiền não vì đám đông. Nói rộng ra thì như trong Kinh đã dẫn. Kinh văn, hoặc thấy vị Bồ Tát tới để cầu đạo vô thượng, tán rằng đây là năm bài tụng về thí, chia làm ba. Ba bài đầu tụng về tứ sự thí,
bài kế tụng về thượng diệu thí, một bài cuối tụng về ý lạc thí. Tứ sự thí gồm 1. Ăn uống, 2. Thuốc thang, 3. Quần áo, 4. Chăn chiếu. Hào, thức ăn chẳng thuộc loại ngũ cốc thì gọi là hào. Chữ hào có nghĩa là món ăn để ăn với cơm, như các loại rau cải, đậu đỗ, hoa quả. Thiện, bữa ăn đầy đủ. Thời này bữa ăn ngon cũng gọi là chân thiện. Tục giải thích hào. Thiện là thức ăn làm bằng thịt. Đây thì chẳng phải thế, Bồ Tát bày ra để cúng dường Phật nên cũng phải dùng chữ thiện. Có chỗ nói là hào thiện, đó là sai. Trên đàn mà đỏ thì gọi là ngưu đầu trên đàn. Nếu đen thì gọi là tử đàn, trắng thì gọi là bạch đàn. Trong thượng diệu thí, bố mẹ ốm dù là Pháp Sư, Bồ Tát tối hậu thân chẳng phải là bậc đã chứng thánh. Nhưng nếu cúng dường thì thí quả cũng vô lượng. Lại nói rằng, nếu có vị nào đã thụ giới cụ túc tuy yếu ớt, nhưng có khả năng biện thuyết làm lợi lạc cho nhiều người như Phật, như Đại Sư, thì phải nên cúng dường. Vì yêu mến tài biện thuyết giỏi của các vị đó giống như Phật, cho nên đem vườn tược tốt đẹp thanh tịnh mà bố thí. Trong ý lạc thí có 6 thứ ý lạc. 1. Quảng đại. 2. Vô yếm không chán. 3. Hoan hỷ. 4. Ân đức. 5. Vô nhiễm. 6. Thiện hào. Trong này thì 3 thứ hoan hỷ, vô yếm và thiện hào, tức là cầu vô thượng đạo. Tứ sự thí nói ở trên là quảng đại thí, làm ơn mà không có suy tính trước thì gọi là ân đức thí, ba thời không hối, chẳng bị nhiễm tạp thì gọi là vô nhiễm thí. Đem đồ ăn thức uống mà bố thí thì sẽ được đầy đủ pháp thực, chẳng bị đọa vào kiếp đói khổ. Đem thuốc men mà bố thí thì sẽ được pháp dược, không bị bệnh tật. Đem quần áo mà bố thí thì được áo thất bào, nhu hòa thiện thuận, đồ đức tàm quý, biết hổ thẹn. Đem chăn chiếu ngoạ cụ bố thí thì sẽ được duyên tư cụ, được vào ở nhà không tịch, ở buồng tử bi. Đem vườn tược bố thí thì sẽ được trụ ở giác uyển, ở vườn tổng trì và được cây rừng vô lậu pháp. Đem hoa mà bố thí thì được hoa thất giác. Đem quả bố thí thì được tứ thánh quả. Đem ao tắm bố thí thì sẽ được ao bát dài xả cấu. Kinh văn, hoặc có vị Bồ Tát tới mà cầu đạo vô thượng, tán rằng, ba bài này tụng về tuệ. Bài đầu tụng về hậu đắc trí, vì pháp thí vô tận. Kinh Ca Diếp nói, nếu có hằng hà sa số thế giới trong đó có đầy ắp châu báu, mang tất cả số châu báu đó mà bố thí cho các vị Như Lai thì cũng chẳng bằng thí pháp. Bố thí châu báu tuy phúc nhiều, cũng chẳng bằng bố thí một pháp. Bố thí một bài kệ phúc lại càng nhiều, khó thể nghĩ bàn. Bài thứ hai tụng về chánh trí, vì chứng vô tướng. Hai tướng có nghĩa là có sự phân biệt, không có hai tướng, tức là bất nhị pháp môn được nói trong các kinh khác, như ba loại kia thuyết bất nhị nghĩa, hữu tướng, vô tướng và lợi tha, tự lợi là nhị trí hạnh mà các Bồ Tát địa tiền phải học và hành. Cuối cùng là một bài tụng về gia hạnh để cầu chính đạo. Chữ giáo có âm đọc là phiên thiết của hai âm cổ hiếu, có nghĩa là huấn, dạy bảo, là thị, chỉ bày. Chữ chiếu có âm đọc là phiên thiết của hai chữ chư diệu, có nghĩa là dẫn đạo, nghĩa là giáo đạo, dạy dỗ, dìu dắt. Chữ chiếu có nghĩa như chữ chiếu là soi sáng, tối về thành sự thì sẽ sai phạm. Lấy pháp này mà chỉ bảo cho, khiến cho sáng tỏ rành rành có thể thấy được. Lại còn có bản chép là giáo chiêu, chữ giáo không đọc bình thanh. Còn chữ chiêu có nghĩa là dẫn dụ, khiến tiến lên, dụ tiến vậy. Kinh văn, Ngài Văn Thù Sư Lợi tới cúng giảng xá lợi Phật. Tán giảng dưới đây là đoạn thứ 6 có 7 bài tụng, tụng về việc dựng tháp chia làm 2 phần. Phần đầu là một bài tụng về cúng giảng xá lợi. Phần sau là 6 bài tụng về việc dựng tháp cúng dường. Phần sau lại chia làm 3. A. 3 bài tụng về việc dựng tháp trang nghiêm. B. 1 bài tụng về bát bộ cúng dường. C. 2 bài tụng nêu bật việc dựng tháp đặc biệt, đẹp đẽ. Thêm nữa, 7 bài tụng lại chia làm 2 phần. 5 bài đầu là tụng về trường hàng. 2 bài sau là tụng kết luận về việc dựng tháp đẹp. Trong phần đầu lại chia làm 2. 4 bài tụng về việc Bồ Tát cúng dường,
một bài tụng về việc tám bộ cúng dường, Bồ Tát cúng dường lại chia làm hai phần. Một bài đầu tụng về việc cúng dường xá lợi, ba bài sau tụng về việc dựng tháp. Cứ theo tụng phần này thì trường hàng phải nói là cúng dường xá lợi, dựng tháp thất bảo, đó là cả phần đầu. Kinh văn: lại thấy hàng Phật tử tới tiếng nhạc báu hòa vang, tán rằng ba bài tụng này tụng về việc dựng tháp, một tụng về số, một tụng về lượng, một tụng về nghiêm, chỉ trang trí đẹp đẽ, trang nghiêm. Bồ Tát Điện nói, nếu sau khi Phật diệt độ rồi mà dựng một hoặc nhiều chế đa, tức tháp, Phật để cúng dường thì sẽ được vô lượng quả đại phúc đức, được hưởng thụ đại phạm phúc vô số đại kiếp, chẳng bị đọa vào nẻo ác, cũng sẽ được vô thượng bồ đề tư lương. Tiếng phạn du thiện na, nghĩa chỉ hạn lượng, chỉ đơn vị đo chiều dài, thường bị gọi lầm là do tuần. Câu xá tụng nói rằng, các đơn vị từ cực vi, vi, kim, thủy, thố, dương, nghiêu, khích, trần, cơ, sắt, mạch, chỉ, tiết, tăng 4 lần là chỉ, 24 chỉ là chiều, 4 chiều là cung lượng, 500 câu ly xá, đó là 8 du thiện na bằng hơn 16 dặm, theo các kinh thì bằng 40 dặm. Cực vi, vi kim thủy, cực nhỏ, nhỏ như hạt vàng giọt nước, thố dương nghiêu, thỏ dê bò, khích trần, hạt bụi nhìn qua khe hở, cơ cháy giận nhỏ, sắt giận mạch hạt lúa, chỉ tiết đốt ngón tay, chỉ ngón tay, chịu khuỷu tay. Ở đây đều chỉ các đơn vị đo lường thời cổ ở Ấn Độ. Chữ tung có hai âm đọc, một là phiên thiết của tức dung tung, một là phiên thiết của tử dụng túng. Đọc là tung là chỉ chiều dọc, còn quảng là chỉ chiều ngang. Thời cổ viết là chữ tòng, sách thiết vận chỉ có ba chữ, đều đọc là tung, có bản chép là chẳng biết căn cứ vào đâu. Tục giải chiều Nam Bắc là tung, chiều Đông Tây là hoành, lộ là chẳng che đậy, mạn là che đậy. Ở đây nói rõ, các thứ dùng để trang trí, có thứ lộ ra, có thứ che lại, tới phẩm bảo tháp ở dưới sẽ giải thích cụ thể. Ở đây nói rõ số lượng bảo tháp ở báo độ từ vị trí ở bên trên mà nhìn xuống. Nếu không thế thì châu này làm sao mà chứa được nhiều tháp? Có chỗ giải thích mạn là màn, ở bên cạnh thì gọi là duy, ở bên trên thì gọi là mạc, mà cũng có nghĩa là cái màn để che đậy. Lộ nghĩa giống như phú lộ chỉ màn che. Văn các kinh có câu châu giao lộ cái, châu răng màn lọng, có nơi viết là mạn, chỉ loại lụa là không có hoa văn, lụa trơn. Chữ đó không phải là dị thể của chữ mạn, có nghĩa là màn. Nhạc báo hòa vang chỉ thanh điệu hài hòa vậy. Kinh văn: các vị trời rồng thần tới thường đem đến cúng dường, tán rằng đây là kể ra tám bộ cúng dường. Kinh văn: ngài Văn Thù Sư Lợi tới hoa ấy đương xòe nở, tán rằng hai bài tụng này là kết luận về việc dựng tháp tốt đẹp. Nhân việc dựng tháp mà cõi nước được đặc biệt tốt đẹp, tháp ấy cao đẹp tuyệt vời, được nhiều thứ châu báu lụa màu trang điểm, như lúc hoa cây chúa viên sinh của thiên đế thích xòe nở, đẹp đẽ tốt lành tuyệt vời rạng rỡ hơn xa mọi cây, cho nên lấy đó để mà ví. Kinh văn: Phật phóng một luồng quang tới soi chiếu vô lượng nước, tán rằng đoạn thứ hai trong đoạn văn dài ở dưới có tám bài tụng, tụng về việc thỉnh, chia làm hai phần. Phần đầu là bốn bài tụng về việc thấy hiện tượng kỳ lạ cho nên hỏi, phần sau là bốn bài tụng về việc suy ngẫm về sự giải mà xin giải đáp. Phần đầu lại chia làm hai, hai câu đầu nói về hai chuyện kỳ lạ ở gần và xa, hai câu sau nêu lên hai sự đã nhìn thấy để hỏi. Phần đầu này câu đầu nói về việc nhìn thấy sự kỳ lạ ở gần, câu sau nói về việc nhìn thấy sự kỳ lạ ở xa. Kinh văn: chúng tôi thấy sự này tới phóng ánh quang minh. Đó, tán rằng hai bài tụng này nêu ra hai sự đã thấy để mà hỏi. Bài tụng đầu nói về hai cái thấy, tự mình thấy và người khác thấy. Bài sau nêu điều thấy được của người này người kia và cái ý nghi ngờ như vậy. Phóng quang là vì duyên cớ gì? Người này thấy cảnh thì hăm hở muốn rằng ta sẽ hỏi.
Người kia thấy cảnh thì hy vọng mong rằng bậc nhân già sẽ giải đáp kinh văn. Bấy giờ Phật tử đáp: tới phô diễn quang minh này, tán rằng dưới là suy về sự mà xin giải đáp, chia làm bốn. Đầu tiên là một bài tụng suy về thời mà xin giải đáp. Thứ đến một bài tụng về việc suy về sự mà xin giải đáp. Thứ nữa một bài tụng nêu lên sự là cực lớn. Cuối cùng là một bài tụng chính thức thỉnh vị đó giải đáp. Trong phần đầu này, bốn chúng khao khát hớn hở, mong được nghe thắng đạo nguyện quyết, khiến cho được hoan hỷ. Nay chính là phải lúc, vì phàm là người thuyết pháp ắt phải nắm lấy thời cơ. Kinh văn: Phật ngồi nơi đạo tràng, tới đây chẳng phải chuyện nhỏ. Tán rằng, bài tụng đầu suy về hai sự mà thỉnh giải đáp. Hai sự đó là: một là diệu pháp, hai là thụ ký. Bài tụng sau nói rõ sự là cực lớn, vì thấy Phật và cõi tịnh độ, đó chẳng phải là chuyện nhỏ, đó chẳng phải là duyên nhỏ. Kinh văn: Ngài Văn Thù phải biết tới sẽ thuyết cho những gì. Tán rằng, chính thức xin vị đó giải đáp, chỉ trông cậy ở bậc nhân giả, chỉ Ngài Văn Thù, chỉ đặt hy vọng vào một mình bậc nhân giả giải đáp cho. Trước đây trông cậy cả hai phía, người này hỏi người kia đáp để giải quyết giúp điều ngờ. Nay chỉ trông cậy vào một mình Ngài, mong Ngài giải quyết lưới ngờ của chúng. Kinh văn: Bấy giờ Ngài Văn Thù tới cùng các đại sĩ, tán rằng dưới là thành tựu thứ bảy. Văn Thù đáp thành tựu, luận rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi nhờ có túc mạng trí mà nhìn thấy được 10 sự thành tựu, tướng nhân quả trong thời quá khứ, nhưng hiện ra rành rành trước mắt, bởi vậy mới có thể giải đáp được, chẳng phải là do suy diễn, hư cấu mà có thể giải đáp được. Luận nói nhân tướng đó là Văn Thù tự nhìn thấy chính bản thân mình, đã tu hành các hạnh ở biết bao nhiêu cõi Phật, vì đó chính là Bồ Đề nhân hành, là cái nhân của ngày nay. Quả ấy tức là tự thể sở y thời quá khứ. Luận nói Văn Thù tự nhìn thấy bản thân mình là Pháp Sư Diệu Quang thời quá khứ ở nơi Phật đó, nghe pháp môn này rồi thuyết cho chúng sinh. Đó là quả của thời quá khứ nhiều kiếp trước. Quả tức là tự thể sở y, chẳng phải là quả của cái nhân sở kiến. Nhân đó là cái nhân của quả Phật ngày nay, quả đó chính là quả của quá khứ vô lượng sinh nhân. Phần lớn được chia làm ba phần nhỏ. Đầu tiên là nêu vấn đề chung, thứ đến là giải đáp đúng vào câu hỏi đã nêu ra, cuối cùng là hai bài tụng nói cho đại chúng biết là sẽ trình bày những điều Phật nay thuyết giảng. Đây tức là phần đầu vậy. Kinh văn: Này các thiện nam tử, cứ như ta suy đoán tới giảng nghĩa pháp lớn, tán rằng đây là chính thức giải đáp về câu hỏi đã nêu ra, song theo như luận bản, thì trong lời giải đáp này thành tựu 10 sự. 1. Hiện kiến đại nghĩa nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được nghĩa lớn, tức là đoạn văn này. 2. Hiện kiến thế gian, văn tự trương cú thậm thâm ý nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được ý rất sâu của trường cú văn tự thế gian, tức là đoạn từ này các thiện nam tử, ta ở thời quá khứ trở xuống. 3. Hiện kiến hy hữu nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được sự hy hữu, tức là đoạn từ này các thiện nam tử, như quá khứ vô lượng vô biên trở xuống. 4. Hiện kiến thắng diệu nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được sự thắng diệu, tức là đoạn từ thứ nữ lại có Phật cũng gọi tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh trở xuống. 5. Hiện kiến thụ dụng đại nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được sự thụ dụng lớn, tức là đoạn từ vị Phật cuối cùng chưa xuất gia trở xuống. 6. Hiện kiến nhiếp thủ chư Phật chuyển pháp luân nhân, nguyên nhân hiện đang thấy nhiếp thủ chư Phật chuyển pháp luân, tức đoạn từ sau khi Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì diệu pháp liên hoa trở xuống. 7. Hiện kiến thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân, nguyên nhân hiện đang thấy pháp luân hoàn thiện kiên thực của Như Lai, tức đoạn từ 8 người con Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều là học trò của Diệu Quang trở xuống. 8. Hiện kiến năng tiến nhập nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được khả năng tiến tu nhập đạo, tức là đoạn từ các vị vương tử này cũng giảng vô lượng trở xuống.
9. Hiện kiến ức niệm nhân, nguyên nhân hiện đang thấy nhớ lại, tức đoạn từ vị cuối cùng thành Phật hiệu là Nhiên Đăng trở xuống. 10. Hiện kiến tự thân sở kinh, sự nhân, nguyên nhân hiện đang thấy được các sự bản thân mình đã trải qua, tức là đoạn từ Di Lặc cần phải biết rằng Bồ Tát Diệu Quang thời đó trở xuống. Nhân đây là chỉ nguyên nhân đã khiến văn thù có hiện tượng trí thấy được sự ấy, chứng được nguyên do của sự ấy để mà giải đáp cho Di Lặc, cho nên gọi là nhân. Hoặc 10 sự này phần nhiều đều ở đời trước và là nhân của thời nay, cho nên gọi là nhân. Trong 10 nhân này tổng kết lại thì thành 5 đối: 1. Nghĩa giáo đối, 2. Hy thắng đối, 3. Chuyển tự đối, 4. Kiên tiến đối, 5. Tha tự đối. Cứ theo thứ tự mà phối hợp với 10 tướng trong kinh thì sẽ biết. Trong này nếu tóm lại thì chia làm 4. 1. Thị tướng thọ lượng đáp, giải đáp về vấn đề thị tướng thọ lượng. 2. Cử cổ thành kim đáp, giải đáp bằng cách nêu chuyện xưa để trả lời cho ngày nay. 3. Chỉ trần biệt sự đáp, giải đáp bằng cách chỉ bày sự khác. 4. Cổ kim tương tức đáp, giải đáp bằng cách chỉ rõ xưa tức là nay. 2 nhân đầu, 1 nhân cuối theo thứ tự trong văn, 7 nhân khác ở giữa đều là chỉ trần sự đáp, tới phần dưới sẽ biết. Này ở đây tức là thị tướng thọ lượng đáp, chữ duy, nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ, có nghĩa như các chữ tư, niệm, mưu. Chữ thổn nghĩa là nghĩa như chữ đạt, phán đoán, ước đoán. Điều mà luận gọi là hiện kiến đại nghĩa nhân thành tựu thì như sau. Nghĩa đây tức là nghĩa lý được thành tựu bởi sở do của 8 loại nghĩa lý lớn. Sở do tức là nhân vậy. 8 nghĩa lớn, kinh có 5 câu, luận có 8 câu. Phải nói là 1. Muốn thuyết pháp lớn, 2. Mưa pháp lớn, 3. Đánh trống pháp lớn, 4. Chống pháp lớn không ngừng, 5. Dựng cờ pháp lớn, 6. Đốt đuốc pháp lớn, 7. Thổi loa pháp lớn, 8. Diễn nghĩa pháp lớn. Trong luận đến câu thứ 7 mới nói chống pháp lớn không ngừng. Này lấy nghĩa mà suy, nên câu thứ 4 nói cũng chẳng trái nhau. Hai chữ vũ trong vũ đại pháp vũ, cả hai đều đọc là vũ, hoặc chữ đầu đọc là vu, chữ suy có hai âm đọc là suy và suý. Ở đây đọc âm đầu suy. Chữ loa có âm đọc là phiên thiết của lạc qua, là tên một loại thủy trùng, loa con ốc, có khi viết là chữ. Luận rằng kẻ nghi thì đoạn nghi, tức là muốn thuyết pháp lớn. Vì muốn phá trừ điều ngờ trước thì trụ ở địa vị ngoại phàm để mà tinh tiến tu tập. Kẻ đã đoạn nghi rồi thì tăng trưởng thần thục trí thân họ, tức là mưa pháp lớn. Vì kẻ trước đã trụ ở địa vị nội phàm và không còn nghi ngờ gì nữa thì vun đắp thêm mầm thiện cho họ, khiến họ nhập thánh vị để tăng thiện. Ý bản luận này trên dưới liên quan móc xích với nhau mà khởi lên để giải thích kinh văn. Ở dưới cứ theo lệ đó sẽ biết, luận rằng đối với kẻ căn cơ thuần thục thì thuyết cho họ về hai loại mật cảnh giới, đó là hai mật cảnh giới Thanh Văn Bồ Tát, dùng hai câu để thị hiện, tức là đánh trống pháp lớn, chống pháp lớn không ngừng vì vang xa, cho nên theo thứ tự mà phối trí, tức là nói rõ Thanh Văn thừa trước kia và ngày nay nói tới, mà ngày nay nói tới là quyền mật cảnh giới, và nêu bật Bồ Tát thừa đang giảng ngày nay là thực mật cảnh giới, đó gọi là hai mật cảnh giới, để cho kẻ căn cơ thuần thục bỏ quyền lấy thực. Cho nên luận nói rằng kẻ nhập mật cảnh giới thì khiến họ tiến thủ thượng thượng thanh tịnh nghĩa, tức là dựng cờ pháp lớn, vì kiến lập diệu trí bồ đề cực kỳ cao hiền, giống như ngọn cờ. Vì biết phân biệt đâu là quyền thừa, đâu là thực thừa, có thứ phải bỏ, có thứ phải lấy. Vì tu hành hạnh đại thừa thì được đại thừa trí, lìa chướng thanh tịnh. Luận rằng người tiến thủ thượng thượng thanh tịnh nghĩa là tiến thủ nhất thiết trí hiện kiến, tức là đốt đuốc pháp lớn, có nghĩa là đã được chân trí, kiến lập bồ đề rồi thì chiếu ở chân cảnh chứng niết bàn như đuốc chiếu vật. Luận rằng tiến thủ nhất thiết trí hiện kiến có nghĩa là vì mọi pháp mà kiến lập nghĩa chương cú danh tự, đó tức là thổi loa pháp lớn,
có nghĩa là đã chứng được chân cảnh rồi, thì ắt phải thuyết giáo nghĩa, giáo thuyên nhất thiết pháp. Đó gọi là vì mọi pháp mà kiến lập danh tự, vân vân. Như thế tục tấu nhạc, khi khúc nhạc đã kết thúc viên mãn thì thổi loa pháp lớn, nay đã được quả vị viên mãn, thì thuyết pháp cho người khác cũng lại giống như thế. Cho nên kinh Niết Bàn nói là thổi loa để biết thời, luận rằng kiến lập danh tự trương cú nghĩa, có nghĩa là khiến nhập bất khả thuyết chứng trí, chuyển pháp luân, đó tức là diễn nghĩa pháp lớn, thuyết về giáo, để khiến cho những kẻ cần phải độ ngộ nhập chứng trí, thành chuyển pháp luân phá trừ phiền não. Trong tám câu này lại chia ra làm bốn đối: một, phá ác tiến thiện đối; hai, khai quyền hiện thực đối; ba, đắc trí chứng chân đối; bốn, thuyết pháp lợi sinh đối. Cứ tuần hoàn như vậy gọi là pháp luân. Tự mình đã đắc quả rồi, muốn khiến cho hữu tình chứng thánh chân trí, phá diệt phiền não, luận đã giải kinh theo lối móc xích như vậy. Cho nên các ý ở đây thừa tiếp nhau mà thành đối, có thể khai giải các ý, tìm hiểu lai do, tức nguyên do. Kinh có 5 câu, chỉ là 2 đối rưỡi, chỉ có phá ác tiến thiện, thuyết pháp lợi sinh là khai quyền nhất môn, còn các thứ khác là hiện thực, đắc trí chứng chân thì văn, đối đều khuyết, lại chẳng theo đúng thứ tự, người đọc cần phải biết điều này. Kinh văn, này các thiện nam tử, tới tức thuyết pháp lớn, tán rằng đây là nguyên nhân sâu xa của việc hiện ra cảnh đang thấy, mà nói theo văn tự chương cú thế gian thì đây là thuyết về giáo lớn. Giáo đó là chương cú danh tự hí luận thế gian, ở ý đây là ý huống, là cảnh có ý nêu lên nguyên nhân của việc thuyết giáo, tức là cử cổ thành kim đáp, giải đáp bằng cách nêu rõ cái thời xưa thành cái ngày nay. Trong văn có 3 ý: 1. Nêu ra chuyện quá khứ; 2. Kết luận đã thành chuyện ngày nay; 3. Giải thích ý nghĩa các chuyện này. Đây là ý đầu kinh văn, cho nên cần phải biết rằng tới cũng lại như vậy, tán rằng đây là ý kết luận đã thành chuyện ngày nay. Kinh văn muốn khiến cho chúng sinh tới nên thị hiện ra điểm lành này, tán rằng đây là giải thích về dụng ý, phóng quang là có dụng ý gì? Đó là vì muốn khiến cho chúng sinh nghe biết pháp khó tin, xưa thuyết về nhị chân, nay bàn về nhất thực, khiến họ bỏ cái tột bực ngày xưa, cựu cực mà lấy cái tột bực ngày nay, tân, kim tân cực, cho nên gọi là khó tin. Chẳng những khó tin mà ý nghĩa cũng khó. Kinh văn, này các thiện nam tử, tới A Tăng kỳ kiếp, tán rằng dưới có 8 nhân tóm lại thành 2 loại văn, loại đầu là trường hàng, loại sau là kệ tụng, trường hàng chia 2. 7 nhân đầu là chỉ trần biệt sự đáp, giải đáp trình bày về các sự riêng biệt. 1 nhân sau là cổ kim tương tức đáp, giải đáp về cổ tức là kim. 7 nhân đầu lại chia làm 3. 1 nhân tán dương hy hữu đáp, 1 nhân hiện hậu thắng diệu pháp diệu đáp, 5 nhân ủy trần đồng sự đáp. Về mục đầu tiên tán dương hy hữu đáp, luận gọi đó là hiện kiến hy hữu nhân, vì là vô lượng thời bất khả đắc. Trong này có 4 ý: 1. Tán dương thời gian lâu dài hiếm có; 2. Tán dương danh hiệu Phật là hiếm có; 3. Tán dương pháp thắng diệu hiếm có; 4. Tán dương sinh lợi đáp hiếm có. Đây tức là mục đầu. Luận nói bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả lượng, đó là thể hiện thời gian vượt qua A Tăng kỷ kiếp chẳng thể nắm bắt được. Tiếng Phạn A Tăng xí gia ở đây phiên sai gọi là A Tăng kỳ, có nghĩa là vô số. Câu xá luận nói đó là số thứ 52, từ 1 tích đến 10, tới số này tột cùng thì gọi là A Tăng kỳ. Vốn có 60 tên các số, nhưng 8 tên số khác đã bị thất truyền. Kinh Hoa Nghiêm nói có 120 số, đây chính là số thứ 112. Kiếp lạp ba gọi tắt là kiếp, đây gọi là phân biệt, có nghĩa là phân biệt thời gian, ý nói đó là đơn vị thời gian. Bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn, có nghĩa là vượt quá tình kế cảnh, tức như quá sức tưởng tượng. Bất khả xưng, có nghĩa là vượt quá ngôn nghị cảnh, tức là vượt quá khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ. Bất khả lượng, có nghĩa là
phi dụ toán cảnh, chẳng thể hình dung ước lượng. Kinh này gọi là vô lượng, có nghĩa là vượt quá toán phần, dụ phần. Vô biên có nghĩa là vượt quá thời phần. Bất khả tư nghị cũng có nghĩa là vượt quá tình kế phần, tức là giống với quá tứ phần trong kinh Bát Nhã. Bồ Tát Địa Luận nói tiếp có hai loại, số năm tháng ngày đêm, hai A Tăng kỷ kiếp. Dù giả luận lại nói, hoặc gọi một lần tăng giảm là một kiếp, chỉ đói khát, dịch bệnh, binh đao. Hoặc có nơi 20 kiếp là một kiếp, đó là phạm chúng thiên. Hoặc có nơi 40 kiếp là một kiếp, đó là phạm phụ thiên. Hoặc có nơi 60 kiếp là một kiếp, đó là đại phạm thiên. Hoặc 80 kiếp là một kiếp, đó là kiếp hỏa tai, trời thiểu quang, thiên thọ mệnh bằng hai kiếp này. Hoặc 7 kiếp hỏa tai mới một kiếp thủy tai, đó là cực quang tịnh thiên. Hoặc 8 lần 7 kiếp hỏa tai, một lần 7 kiếp thủy tai mới một kiếp phong tai, đó là biến tịnh thiên. Cứ đếm số này tới lúc chẳng thể đếm được nữa thì là một A Tăng kỷ kiếp. Phải trải qua ba đại A Tăng kỷ kiếp như vậy tu nhân thì mới làm được Phật, cộng với hiền kiếp vân vân, cả thảy có 10 loại kiếp khác nhau. Cứ theo lời văn của Cổ Nhiếp Luận thì có khi địa tiền chia làm 3 A Tăng kỷ kiếp, thập địa mỗi địa chia làm 3 gộp lại thành 33 A Tăng kỷ kiếp, thất địa trở về trước là tiểu, bát địa cửu địa thập địa là trung, địa tiền là đại. Tuy có các kiếp lượng chẳng giống nhau như vậy, song các kiếp nói trong hội pháp hoa này theo luận bản thì phần nhiều căn cứ theo 5 loại: 1 đêm 2 ngày, 3 tháng, 4 mùa thời, 5 năm. Này y vào vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỷ năm mà gọi là kiếp, chứ chẳng phải là đại kiếp khác. Vì chư Phật phải trải qua vô số đại kiếp mới xuất hiện một lần, vì kiếp mà Văn Thủ đã thấy là cực lớn, cực lâu, xa xôi. Kinh văn: bấy giờ có Phật tới Phật Thế Tôn, tán rằng đây là tán dương Phật danh hiệu hiếm có. Nhật Nguyệt Đăng Minh là tên riêng, biệt danh, từ Như Lai trở xuống là tên chung, thông danh. Nhật Mặt Trời có hai công năng, một là đạo minh đưa tới ánh sáng, hai là thành tựu. Nguyệt Mặt Trăng có hai công năng, một là trừ nhiệt, hai là thanh lương, là cho trong sạch, mát mẻ. Đăng Đèn có hai công năng, một là phá ám, xua tan bóng tối, hai là truyền chiếu, chiếu sáng, truyền lửa, thể hiện rõ Phật có khả năng đưa kẻ mê muội tới chỗ giác ngộ, làm cho căn khí thành thục, trừ phiền não nhiệt, được cảnh niết bàn thanh lương, mát mẻ trong sạch, vĩnh viễn phá trừ ngu si, chuyển pháp hóa độ chúng sinh. Đây biểu thị đặc biệt của sự hy hữu hiếm có vậy. Theo Du Già quyển 83 giải thích về 10 hiệu của Phật là: 1. Như Lai, 2. Ứng, 3. Chính Đẳng Giác, 4. Minh Hạnh Viên Mãn, 5. Thiện Thệ, 6. Thế Gian Dài, 7. Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 8. Thiên Nhân Sư, 9. Phật, 10. Bạc Giả Phạm. Như Lai là hiệu đầu tiên, là tổng lự, đó là tổng lự của 9 hiệu ở dưới. Kinh Niết Bàn nói như chư Phật quá khứ đã thuyết rằng trải qua pháp 6 Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, 11 không vân vân tới Lai Bồ Đề, cho nên gọi là Như Lai. Thế thì Thích Ca nay như chư Phật thời quá khứ y vào các giáo pháp tu hạnh lục độ, quán lý thập nhất không vân vân mà tới Lai quả Bồ Đề, cho nên gọi là Như Lai, đó tức là báo thân Phật. Kinh Bát Nhã nói Như Lai có nghĩa không từ đâu đến mà cũng không đi đến đâu, nên gọi là Như Lai, đó tức là pháp thân Phật. Thành Thực Luận nói đi theo đạo như thực để mà lai thành chính giác nên gọi là Như Lai. Nghĩa tuy tạm được nhưng chẳng phải là ý nghĩa chủ yếu của từ này. Ứng Chính Đẳng Giác luận nói rằng có nghĩa là vĩnh viễn giải thoát khỏi hết thảy phiền não chướng và sở tri chướng. Từ A-la-hán này chính gọi là ứng. Thành Duy Thức nói ứng với việc đã vĩnh viễn diệt trừ được giặc phiền não, ứng với việc không có phân đoạn sinh, ứng với việc được thụ diệu cúng dường. Theo bản luận giải thích kinh trước đây thì ứng có 15 nghĩa, nhưng Du Già và kinh này chỉ lấy nghĩa diệt trừ giặc phiền não mà gọi là A-la-hán, vĩnh viễn đoạn trừ sở tri chướng, đó gọi là Chính Đẳng Giác. Cho nên Du Già nói rằng A-la-hán là cộng đức, từ Chính Đẳng Giác là bất cộng đức.
cũng gọi là chính biến tri, tức chính giác, đẳng giác. Chính đẳng giác phân biệt với ba loại ngoại đạo tiểu thừa Bồ Tát theo thứ tự minh hạnh viên mãn, tức minh hạnh túc, minh và hạnh đầy đủ. Minh chỉ ba minh: một, túc trụ tùy niệm trí minh; hai, sinh tử trí minh; ba, lậu tận trí minh. Hạnh chỉ già hành và hạnh hành. Hạnh hành giúp thanh tịnh tam nghiệp, hiện hành chính mệnh, lại thêm bốn loại tăng trưởng: tâm pháp, hiện pháp, lạc trụ và trụ. Trụ và hành, hai thứ này đều thuộc hạnh hành, ngầm giữ sáu căn, mật hộ căn môn là già hành. Hai hành này cùng với tam minh thảy đều viên mãn. Do đây Như Lai hiển thị thân khẩu ý chẳng cần phòng hộ mà chẳng quên mất điều gì. Tam bất hộ vô vong thất pháp, do chẳng gây tội lỗi, được tính lự thế gian. Già tự khổ hành, thực hành pháp tự nhiên hết khổ. Đây là do chẳng gây tội lỗi vì ba nghiệp thanh tịnh, tức là thân khẩu ý chẳng cần phòng hộ mà ngầm giữ sáu căn. Chẳng quên mất pháp nên đắc thế gian tĩnh lự, hiện pháp lạc trụ, là già tự khổ hành, cho nên gọi là minh hạnh viên mãn. Thiện thệ có nghĩa là ở trong đêm dài có đầy đủ hết thảy các công đức thuộc hai loại tự lợi và lợi tha. Thệ có nghĩa là vãng, là qua, là đi. Có nghĩa là thành Bồ Đề rồi thì bản thân mình ở trong đêm dài sinh tử có đầy đủ mọi công đức lành, tự lợi lợi tha để mà đi hẳn, cho nên gọi là thiện thệ. Thế gian giả có nghĩa là trong hai thế gian hữu tình thế gian và khí thế gian đều khéo thông đạt hết. Do ngộ nhập hữu tình thế gian, y vào tiền hậu tế túc trụ sinh tử trí, y vào 84.000 hạnh sai biệt của mọi thời, tức là biết ba đời chúng sinh tâm hành sai biệt, và khéo biết rõ vô biên thảnh họa của khí thế gian, cùng mười phương thế giới như ở phương đông, vân vân. Thêm nữa, đối với tự tính nhân duyên, ái vị, quá hoạn, xuất ly, năng thú hành, vân vân của hết thảy mọi pháp thế gian, đều khéo biết rõ, đó gọi là biết tự tính quả và nhân duyên. Đây là câu tổng quát, tổng cú, còn bốn câu khác theo thứ tự mà phối trí với tứ đế. Vô thượng trượng phu điều ngự sĩ, cũng gọi là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Vị trí vô đẳng, không ai hơn được, nên gọi là vô thượng. Vì ở trong hiện pháp, Phật thân đầy đủ tướng hào là bậc đại trượng phu. Hơn nữa, phần nhiều điều ngự được vô lượng trượng phu là bậc nổi trội nhất, cực tôn cực thắng. Do lời giải thích sau ấy mà bản cũ gọi là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư, bậc thầy của trời, của loài người. Đó là vì Phật dạy cho loài người, loài trời kia hiểu được những nghĩa rất sâu. Phật khuyến khích họ tu chính hạnh, vì họ có năng lực mà các loài khác không thể có được, cho nên chẳng gọi là gọi Phật là sư. Cho nên chẳng gọi Phật là sư thầy của các loài khác. Phật còn gọi là Phật Đà, có nghĩa là bậc rốt ráo đoạn trừ được hết thảy phiền não chướng, sở trí chướng và các tập khí, hiện đẳng chính giác. Vì chứng được vô thượng chính đẳng giác, tức là có đủ hai trí giác tự tha. Bạc Già Phạm cũ gọi là Thế Tôn, thản nhiên an tọa trên tòa diệu Bồ Đề, mặc ý vần xoay, tiêu diệt hết thảy quân ma. Vì có đại thế lực nên phá được bốn ma, như Phật Địa Luận tụng rằng: tự tại xí thịnh và đoan nghiêm, danh xương cát tường và tôn quý. Có đầy đủ sáu nghĩa như vậy thì nên biết rằng tên gọi chung tổng danh các điều nói trên là Bạc Già. Bạc Già là thanh, Phạm có nghĩa là cụ đức, đầy đủ các đức. Nếu ai có tiếng là Bạc Già đó thì tự nhiên có khả năng phá được bốn ma, ắt có đủ sáu đức. Một, tự tại vì vĩnh viễn chẳng bị hệ thuộc vào các phiền não. Hai, xí thịnh vì được thiêu luyện bởi lửa trí mãnh liệt. Ba, đoan nghiêm vì được trang nghiêm bởi 32 tướng, vân vân. Bốn, danh xưng danh tiếng vì tên đẹp của Phật không ai không biết. Năm, cát tường tốt lành vì hằng khởi phương tiện làm lợi lạc cho hữu tình. Sáu, tôn quý vì cả thế gian và xuất thế gian đều tôn trọng, nay gọi là Thế Tôn. Thì còn thiếu mất năm ý nghĩa đầu,